Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi đánh em boss mạnh nhất của cái season này nha các bạn. Đó. Thì đầu tiên mình sẽ tháo cái bộ giáp dởm này ra cái đã. Nó bị bể từ lưa hết rồi. Chúng ta sẽ tiến hành cất nó đi. Tí mình sẽ tạo một cái bộ giáp nguyên vẹn nha. Đây rồi, lấy cái ba lô ra cái đã. Ồ, đây con boss nó đây các bạn ơi, đó chính là con Anu nha. Ồ, chúng ta có thể xem qua đây chính là cái bộ tranh về lời tiên tri nha các bạn. Ồ, về một hiệp sĩ giết con boss. Hôm nay mình sẽ tiến hành hóa thân vào hiệp sĩ. Ồ, để thực hiện lời tiên tri. Ok luôn. Rồi đầu tiên mình sẽ tiến hành tạo một cái bộ giáp bằng sắt cái đã. Đây, bộ giáp bằng sắt. À, đầu tiên là một cái áo giáp nè. Tiếp theo là cái quần. Rồi. Tới cái mũ và đôi giày luôn. Ok. Rồi. Và tiếp theo mình sẽ tạo luôn cái bộ giáp bằng kim cương luôn nha các bạn. Bộ giáp bằng sắt thì mình sẽ mặc để phòng hờ thôi. Bộ giáp kim cương tí mình sẽ mặc để mà đấu chính. Đây, bộ giáp kim cương. Cái mũ và à, chết rồi. Cái đôi giày luôn. À, tí mình sẽ đi phù phép cái mấy cái bộ này nha anh em. Ok, đi phù phép luôn cái bộ giáp kim cương này cái đã. Rồi, để chuẩn bị đi đánh boss thì đầu tiên mình sẽ tiến hành chế tạo thuốc trước nha các bạn. Đó, ở đây chúng ta sẽ chế tạo hai loại thuốc, đó chính là Potion of Fire Resistance và Potion of Healing nha các bạn. Đó, mình sẽ đẩy lên là Healing level 2 luôn nha. À, healing thì chúng ta có thể chế tạo từ dưa hấu vàng được. À, khá là xịn. Rồi, và Fire Resistance thì nó sẽ từ Magma Cream nha các bạn. À, công thức thì nó rất là dễ thôi. Mình đã chuẩn bị đủ hết rồi nè. À, Magma Cream. Ok, đầu tiên lấy mấy cái Magma Cream ra trước cái đã. Rồi, bên đây chúng ta sẽ lấy luôn mấy cái lọ nước không, và cũng như là bướu địa ngục. Ồ, cho bướu địa ngục vào. Rồi, sẵn mình sẽ lấy luôn ba cái lọ nước để mà qua bên đây chế tạo luôn. Chính xác là mình sẽ tiến hành làm phù thủy nha anh em. Đó, cho bướu địa ngục vô. Rồi, chạy qua bên đây lại. Khổ vãi chưởng. Hai cái chỗ chế tạo thuốc nó đặt khá là xa nhau nè. Ồ, tôi chạy qua chạy lại rất khá là mệt đây. Oh, lại chạy qua bên đây tiếp. Thì trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ tắt shader nha các bạn. Để shader thì nó khá là tối, nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc đấm nhau với con boss đấy. Sẵn mình sẽ múc luôn mấy cái nước ở đây. Múc luôn, múc sạch bách luôn. Ok, mình vừa đi chuẩn bị một số đồ để mình coi thử. Đây, Redstone đây rồi, mình sẽ tiến hành gia tăng cái thời lượng của mấy cái bình thuốc đó nha các bạn. Hiện tại nó chỉ mới có 3 phút thôi, chúng ta phải bỏ Redstone vô để cho nó gia tăng thêm 5 phút nữa, thành 8 phút nha các bạn. Ok, chạy qua chạy lại khá là mệt đây, nãy giờ đi vòng vòng. Rồi, à, mình để vàng ở đâu ta? Đây, vàng đây rồi nè. Chúng ta sẽ tiến hành phân tách vàng ra nha các bạn. Mình sẽ phân tách hai thỏi đi. Hai thỏi là được rồi. Sẵn mình sẽ chế tạo luôn mấy cái dưa hấu. Dưa hấu vàng. À, chế tạo hết. Ta-da! Dưa hấu vàng đã được chế tạo xong rồi nha các bạn. Đầu tiên để mình cất vàng trước cái đã. Rồi. Rồi, ráp cây cung lại coi. Đó, thành cái cung nguyên ngay. Mấy loại thuốc nó cũng đã được chế xong rồi các bạn ơi, bỏ vô mới được. Đó. Rồi, sẵn lấy mấy cái Glowstone Dust luôn nha các bạn. Tại vì để mà biến cái thuốc Healing thành thuốc Healing level 2, chúng ta phải dùng Glowstone Dust nha, nó mới được nha các bạn. Rồi. Wow, rất là nhiều thuốc luôn nè. Chắc cũng phải 12 lọ đấy các bạn ơi. Để mình chạy bên kia coi lại coi. Nãy giờ đi chế thuốc đi vòng vòng hết nè. Rất là mệt luôn. Ôi trời, nó tối rồi kìa.
Đúng là không có shader nhìn nó khác hẳn nè. Đây, cho một miếng dưa hấu vàng vô. Để mình cất mấy miếng dưa hấu thường vô luôn nè. Rồi, có vẻ là đầy đủ rồi đó. Chờ dưa hấu vàng. Và nó đã biến thành thuốc Healing level 1 rồi nha các bạn. Ta-la. Ở đây mình sẽ cho một cái Glowstone Dust vào để mà biến nó thành level 2 nha. Rồi, lại chạy qua bên đây và tiếp tục chế tạo nữa nè. Tiếp tục chế thuốc. Đây, à lộn lộn, cho dưa hấu vàng vô chứ. Đó, nó chạy khá là lâu ha. Rồi, qua bên này. Chế xong chưa? Xong rồi chúng ta sẽ gia hạn thêm thời gian sử dụng bằng Redstone nha các bạn. Đó, Potion of Healing level 2 luôn rồi. Rồi, ở đây mình sẽ tiến hành mình chờ ở cái bình chế tạo bên đây nha các bạn. Bàn chế tạo thuốc bên đây. Chờ cái Potion of Healing nó tăng cấp cái đã. Rồi, chắc sau đợt này chắc mình sẽ có được tổng cộng là 12 lọ thuốc quá. Quá chừng quá đất luôn. Rồi, bỏ Redstone vào. Đủ rồi các bạn ơi. Đi ngủ cái coi, trời nó tối rồi nè. À, trước tiên đi ngủ. Trước khi đi ngủ mình sẽ tiến hành phù phép đồ cái đã. Cây cung đầu tiên. Nó đã có được Infinity, Bunch và Power luôn rồi. Và cái giáp này nó cũng đã có thêm Protection cũng như là Unbreaking luôn rồi nè. Quá là ngon. Cái công Infinity chúng ta chỉ cần một cái mũi tên thôi, có thể bắn được vô hạn nha các bạn. Đó, để mình test cho các bạn coi nè. Có con gì ngoài đây không? À, có con kia kìa. Mày nè, mày bắn không tới. Mày nè con. Bắn dính vậy. Rất là thoải mái luôn nha các bạn. Ok, đi ngủ cái coi. Ai da, đi ngủ. Tưởng nó không cho tôi leo lên ngủ luôn chứ. Đây rồi, trời nó sáng rồi nè. Để mình coi mấy cái bình thuốc nó sao rồi. Sẵn mình sẽ lấy luôn mấy cái quả táo để mà tạo thành táo vàng nha các bạn. Để mình coi có sót cái táo vàng nào trong đây không. Đúng mà, nhớ còn có một trái mà. Rồi, chế tạo luôn nha các bạn. Mình sẽ biến nó thành táo vàng hết. Đó, thám cục nữa mới đủ. Ok, lấy mấy cây Golden God ra. Go Nugget ra chứ. Đó. Ta-da, chúng ta đủ được 10 quả táo vàng rồi nè. Đó, như vậy là đủ rồi. Mình sẽ sử dụng táo vàng cấp độ 1 thôi. Còn táo vàng cấp độ 2 thì mình không có chế tạo nha các bạn. Nó sẽ rất là hào phí đó. Quá ngon rồi. Để mình dọn dẹp đồ cái đã. Mình cũng đem khá là nhiều cái đuốc ở đây nè. Để tí qua bên kia, nếu mà có tối quá thì mình sẽ cắm luôn nha các bạn. Rồi. Được chưa ta? Táo vàng nè. 6 lọ thuốc, à có vẻ mình tuyển thiếu. Mình quên lấy mấy cái lọ thuốc hồi máu. Để mình qua bên kia mình lấy thêm coi. Mới có 3 lọ thôi. Lấy thêm 3 lọ nữa cho nó đủ. Đây, đủ luôn nha các bạn. Đó, quá chừng. Mình sẽ tiến hành cất bớt vào trong ba lô cái đã. Giữ nhiều quá thì cái inventory của mình nó sẽ không đựng được nhiều đồ đâu. Ok. Quá xịn, quá xịn. Sẵn mình sẽ cất luôn cái cây rìu qua cái ba lô bên này luôn nha các bạn. Đó, cho nó trống ba lô bên kia cái đã. Ok, đồ đạc đã được chuẩn bị xong rồi. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi chuẩn bị thêm một vài thứ nữa. Chuẩn bị thêm một vài thứ nữa. Đây, mình sẽ đi qua bên này và... quên, đây là những cái DNA còn lại nè. Đây, đây mới là thứ mình đang tìm kiếm đây. Là những cái tượng nha các bạn. Tượng thì nó có 3 loại. Đó chính là tượng nguyên mẫu. Nó không bị xước mẹ miếng nào hết. Đó. Đây mình sẽ search cho các bạn coi nha. Đây, tượng nguyên mẫu đó rồi, đâu mất tiêu rồi. Đây, Pristine. Nó tên nhìn là như vậy nha các bạn. Cái loại thứ hai đó chính là loại đã bể một xíu, có tên là Damage.
Và cái loại thứ ba là nó đã bể rất là nặng luôn, đó chính là broken. Nó kinh khủng lắm. Nó chia thành ba loại như vậy. Nói chung thì các bạn lấy cái loại nào cũng được nha, nhưng mà phải cần chuẩn bị cho mình bốn cái pho tượng như vậy nha các bạn. Thì mấy cái tượng đó các bạn có thể kiếm từ Relic Grab khi mà bỏ nó vào mấy cái analyzer này nha. Nói chung lấy cho mình đủ bốn pho tượng là được rồi. Nằm trong một trong ba loại, loại nào cũng được hết á. Rồi và bây giờ mình sẽ lấy thêm bốn cái redstone nữa nha các bạn. Phải chuẩn bị thật là kỹ lưỡng mới được. Lấy thêm redstone nữa. Thì ở đây mình đã có sẵn redstone rồi nè. Rồi mình đã sẵn sàng để tiến hành đi đánh boss rồi nha các bạn. Chúng ta sẽ đi qua địa ngục đầu tiên nha. Quá là xịn luôn. Đi qua địa ngục. Đây rồi. Ở đây mình đã có lâu cái tòa độ này rồi nha các bạn. Ở đây là một hai chiếc thuyền. Các bạn có thể thấy trên thuyền nó rất là ghê ha. Kinh vãi chưởng. Đây để mình nhảy xuống coi. Ây da, mắt của tôi một miếng máu rồi đó, nửa cây máu luôn, kinh khủng vậy. Rồi để mình khám phá coi thử cái thuyền này có gì hot không. Đó, ui mình đã đạt được cái thành tựu Water gì rồi các bạn ơi. Và đây là một bức tượng của Anu anh em à. Tượng của cái con boss mà mình sắp đánh trong tập ngày hôm nay đó. Để mình lên trên cao đây coi thử có gì không. Không có gì hết. Trời ơi, làm tôi mừng hụt. Ây ây da da, mặt máu dữ quá vậy. Rồi dưới đây có gì không. Wow, nó bị cháy nè. Kinh chưa. Có mấy cái lò. Và có cái hộp nhạc nè. Lấy cái hộp nhạc này luôn. Hai cái lò này cũng không có gì cả. Qua đây thì có được glowstone. có được một cái cây giáo bằng sắt anh em ạ. Và một cây giáo bằng vàng. Wow. Những cái cây giáo này thì nó không thể chế tạo được anh em ạ. Quá ngon luôn. Cửa đây thì không có nút hả. Chúng ta phải tiến hành đập cửa ra anh em ạ. Đập cửa ra cướp kho báu. Nó có được play rod nè, khá xịn luôn. Cửa bên đây có gì không. Có được một cái đầu lâu. Một cái đầu lâu làm cái đèn anh em ạ. Có tên là school lantern. Đèn đầu lâu nghe ghê quá ha. Đây là school nè, đầu lâu thật sự. Để mình cất một mớ đồ này vô cái đã. Đồ đạc quá nhiều luôn rồi. Rồi bây giờ để coi lên trên thử có gì hết không. Chúng ta sẽ tiến hành biểu diễn một vài thứ nha các bạn. Đây chính là bức tượng của Anu đây nè. Kinh chưa. Về bức tượng hay là cái thuyền, các bạn có thể tìm quanh ở cái vùng địa ngục nha các bạn. Nó sẽ xuất hiện rất là nhiều luôn. Còn bây giờ mình sẽ biểu diễn một vài thứ cho các bạn xem nha. Đây mình đã chuẩn bị 4 cái redstone cũng như là 4 cái pho tượng hồi nãy rồi nè. Đầu tiên mình sẽ tiến hành đặt redstone như thế này nha các bạn. 4 cục đặt ở đó. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đặt những pho tượng như thế này luôn nha. Đặt giống như mình nè. Và cục cuối cùng, ta-da, nó nổ một cái rồi nè. Chúng ta cũng đã được mở được cái thành tựu mới rồi nè. The Middle. Và pho tượng nó đã biến mất hoàn toàn. Ui nó gây ra một vụ nổ anh em ơi. Kinh vãi chưởng. Kinh quá Rồi để mình lắp cái cầu lại coi. Chúng ta sẽ tiến hành lấy mấy cái block để mà lắp cầu lại nha các bạn. Nó có thêm kinh nghiệm nữa nè. Đâu rồi. Kinh nghiệm nè. Lụm luôn. Ui mình đã lên được cấp 36 luôn rồi. Kinh nghiệm nó lên cấp quá nhiều luôn anh em ơi. Đây mình đã chuẩn bị 3 cái block nè. Để mà mang theo tí và đánh boss chúng ta còn có sử dụng nữa chứ. Đây là Portal to the Lair of Darkness. Một cái cổng dẫn tới thế giới bóng tối này mà. Nơi cai trị của Anu. Chúng ta sẽ bước vào thôi. Quá xịn. Rồi thử có gì nào. Đang tải map anh em ạ. Đang đào địa hình rất là lâu luôn. Và đây rồi. Trước mắt chúng ta là một cái lâu đài đây mà. Ui và có rất là nhiều zombie beatman ở đây luôn. Kinh quá vậy. Lâu đài nè, nhìn nó đẹp chưa. Đẹp chứ cơ. Wow, nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Mình sẽ tiến hành lắp mấy cái block để mà đi qua nha. Lắp block để mà đi qua thôi. Chỗ này nó cao quá anh em à. Chắc nhảy xuống mình lại tốn một mớ máu nữa rồi.
Trời ơi, tối một mớ máu của tôi rồi đó. Thiệt là khổ. Mình sẽ lâu chỗ này là bottle nha các bạn. Ồ, tí còn trở về nữa chứ. Không là chết. Cái lâu đài này nó rất là bự các bạn ơi. Đó. Các bạn có thể nhìn trên cái minimap, mình chỉ mới thấy được có một nửa cái lâu đài thôi. Rồi, thì chắc trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi khám phá cùng với các bạn luôn nha. Đây, một nửa cái lâu đài thôi đó. Rồi, chúng ta sẽ kiếm cái đường vô coi. Có vẻ như mình đã mập mờ đoán được cái đường vô là ở khúc nào rồi nè. Wow, lâu đài nó sử dụng mấy cái đèn đầu lâu nè. Đây là những cái kính cổ đại nha các bạn, Ancient Glass. Ủa cái gì vậy? Ui ui, chúng ta đã đạt được thành tựu tượng sống anh em à. Ui, đây là mấy con gì vậy? Ủa, nó nổ ra và nó sống vậy anh em ơi. Đây là những con Anubai. On có vẻ là như là đàn em thân tín của Anu rồi nè. Trời ơi. Wow, Rương cũng có được đồ đó. Có cho mình được mấy cái trống nè, mấy cái đèn đầu lâu, cũng như là mấy cái kệ sách anh em ạ. Rồi, chắc theo mình nghĩ là chúng ta phải đánh bại những cái pho tượng này trước cái đi. Quá là nhiều luôn anh em ơi. Mình thấy rất là nhiều cái pho tượng quanh đây luôn nè. Ồ, kinh chưa? Anubai một đống luôn. Wow, có cái rương bự nè. Mở ngay. Wow, nó cho mình obsidian luôn. Cả những cái tấm bảng nè, relic grab cũng như là mấy cái cây giáo. Wow, ngon quá vậy. Ủa, nó rớt xuống một nùi luôn rồi kìa. Mình thì mình đang mang cái bộ giáp bằng sắt anh em à. Nhưng mà xài cái cây kiếm kim cương à, nên cũng hơi hậu báo một xíu. Dạ, yeah, bọn mày xuống đây hết luôn đi. Giữ ta. Giữ ta. Ây da, nó nổ ra kìa. Nổ nè. Chết queo luôn. Wow, rất là nhiều mấy cái pho tượng Anubai anh em ơi. Anubai nó rất là nhiều luôn nè. Chúng ta cùng đi khám phá coi. Wow, con này ở đâu chạy ra vậy? Ở đâu mà chạy ra như đúng rồi vậy? À, nó sống lại rồi nè. Anubai. Ồ, nó biết teleport các bạn ơi. Và nó sử dụng những thanh kiếm cổ đại cũng như là cái mũ cổ đại luôn đó các bạn à. Kinh vậy. Đây, chỗ này chúng nó trồng bướu địa ngục luôn nè. Quá chừng ba đất đồ luôn nè. Wow, rất là xịn anh em ơi. À, ba con nó đứng ở trên luôn hả? Wow. Anubai nè. Ồ, bốn con luôn, không phải là ba con đâu. Một nùi luôn. Sao mà chịu nổi mày nè. À, đứng dưới cầu thang hả? Ây da, mấy con này nó lạ quá các bạn ơi. Lâu lâu nó tấn công mình, lâu lâu nó đứng cho mình đánh. Không có nó hiểu được. Trời ơi, thì không thể tin được. À đây nè. Đứng gác cổng hả? Tính dụ tôi hả mấy đứa? Ồ, mình đã lên được level 37 rồi nè. Quá xịn. Quá xịn. Rồi, mình phải chọc cho mấy con này rớt xuống anh em ơi. Tới gần nó thì tụi nó sẽ tiến hành phát nổ nha các bạn. Và phát nổ nó gây sát thương cũng khá đấy. Nếu ai mà mang những cái bộ giáp xịn thì không sao. Ai mà mang giáp cùi như tôi thì xác định là hỏng giáp chết luôn đó. Ồ, có vàng nè. Ồ, chúng ta không đào ra được. Mình không thể đào ra được cho tới khi những cái hộ vệ bị phá hủy. Hay ta. Cũng được thôi các bạn ơi. Mình không biết hộ vệ là ông nào. Có thể là Anu, cũng có thể là Anubai. Thôi kệ, trước tiên thì mình sẽ đi đánh bại hết mấy cái con Anubai này đi. Tụi nó nhiều quá anh em ơi. Quá nhiều luôn. À, trốn ở đây hả? Chơi mà trốn hả mấy đứa? Mày nè, chơi mà trốn. Ai da, con này chơi mà bọc lốp tôi nè. Sao quá chừng con quá vậy? Rương này có gì không? Trời ơi, lại có những cái đĩa nhạc luôn anh em ơi. Đĩa nhạc cũng như là trống. Trống giáo và cũng như là một cái kiếm vô đại nè. Wow, khá là ngon. Nổ hả? Nổ ghê quá vậy. Nó tê là bò mất tiêu luôn rồi. Mày nè. Thêm một con nữa. Ây da, ây da. Nó nổ là mình không có tầm nhìn hết anh em à. Kinh vãi chưởng.
Rồi. Ờ, bên đây còn sót một con nè. Ờ, nó biến mất rồi. Thôi, nó bị lắc thôi. Tôi tưởng còn sót chứ. Mày nè Anubai. Chết queo. Đó, bên đây. À. Chơi mà trốn hả? Mém tí mà mình không thấy hai cái bức tường này rồi anh em à. Cái chơi nó ẩn giấu trong kệ sách. Mày chết luôn. Rồi, xuống một lần luôn đi mấy đứa ơi. Đỡ khỏi mỏi tay. Còn nó tên là bọc bắt tiêu rồi. À, cái rương thì cũng khá là có bao nhiêu đó đồ thôi anh em à. Không có thay đổi đâu. À, có một con nó ở ngoài nè. Ui, nó nhìn mình kinh vậy. À, chịu chịu chung đầu vô rồi hả? Ôi, tên là bò mất tiêu rồi. Mày là con chơi mà bỏ bè bỏ bạn hả? Ây da, mày nè, chết queo. Còn con ở đây nữa chứ. Đâu ra quá chừng luôn vậy. Emerald nè. Có cả cà rốt vàng nữa. Lần này thì khâm khá hơn rồi đó. Không như lần trước. Anubai Anubai nè, chết queo. Ồ, thêm nó nữa nè. Mày nè con. Ai dạ, chơi mà trốn hả? Đây, để chúng ta coi thử. Wow, lại là Emerald nữa nè. Có cả TNT nữa chứ. Tính cho tôi đánh bom liều chết hay gì? Ai dạ, chơi mà trốn trong hốc không có vui đâu nha. Mày nè con. Mày. Ồ, Stella bỏ báo tiêu rồi. Trời ơi. À, có còn trốn ở đây nữa chứ. Kinh vậy. Đây, những cái giáo nè anh em à. Để mình dụ cho tụi nó rớt xuống hết cái đã. Rớt xuống hết đi mấy đứa ơi. Rớt xuống hết đi. À, lại là cái giáo Obsidian và TNT. Đồ chỉ có quanh quẩn như đó thôi. Rồi, để mình chọc cho tụi nó rớt xuống hết coi. Mày nè con, đây là bỏ mất tiêu nữa rồi. Trời ơi, chơi lầy quá à. Bên đây có thêm một cái rương nữa nè. Trời ơi, đồ đạc nó chỉ có nhiêu đó thôi. Wow, để chúng ta dọn dẹp cái inventory cái đã. Đây, đồ quá chừng luôn. Sao là cái lọ thuốc này thì nó không có gì cả. Tại sao mấy con Anubai này. Con này sao chạy lên bàn làm cái gì vậy? Kiếm chuyện hả? Ô, chạy mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, không thể tin được. Đây bên đây còn có thêm hai con nữa nè. Mày là con chết queo. Wow, từ cái rương này có gì không? Wow, đồ cũng khâm khá đấy anh em à. Không tới nỗi nào. Mày là con Anupai. Đuổi ở đây mấy đứa ơi. Đứng trên đó làm gì? Mỗi chân mỗi cảnh. Mày nè. Mày nè, chết queo luôn. Ok. Wow. Này lại thêm thêm đồ nữa anh em à. Đồ đẹp quá chừng quá đất. Ây da, tiền sao rớt xuống rồi đứng nhìn cái gì vậy? Sao lầy vãi chưởng vậy? Ây da. Mày nè con. Thôi nó chưa chịu chui xuống luôn. Lì vậy. Để mình coi thử nào. Coi thử nào. Ồ, chơi mà nó nổ liên tục như vậy là chết tôi luôn rồi. Rồi, để mình dọn dẹp đồ cái đã. Đồ đạc nó cũng khá khá nhiều rồi đó. Chính xác là quá chừng quá đất luôn. Còn gì bằng nữa. À, qua này chọc mấy cái bức tường này tiếp anh em ơi. Ăn rồi cứ đi chọc thôi. Đây, mày nè. Ô, tên là bọt nữa rồi. Không sao, vẫn còn mấy cái bức tường đứng trên những cái kệ sách anh em ạ. Đông quá đông luôn rồi. Mày nè, chết queo. Ây da, nó nổ ghê quá vậy. Chết luôn. Kinh quá chưa. Mày bọn này nó chơi nó úp hội đồng mình em mà chơi lầy nè. Chết hết
Ok. Ồ, chỗ này vẫn còn nè. Trời ơi, ghê vãi chưởng. Để mình vô mình cường hóa đồ cái đã các bạn ơi. Mình đang cấp 39 rồi nè. Đủ rồi nè. Vô cường hóa đồ cái đã. Đây, cường hóa cái quần anh em ơi. Wow, nó có thon nó rỗng nữa. Trời ơi, hai thuộc tính kia là rất là ngon luôn. Nhưng mà có thon thì nó sẽ tiến hành làm giảm cái độ bền của cái quần anh em ơi. Khá là cay. Nhưng mà thôi kệ, sao cũng được. Rồi, để mình tham quan một vòng nữa coi. Ây da, mấy cái con này nó cứ chặn đường tôi quay. Anubai nè, chết quẹo. Mày nè con. Ủa, có cái rương ở đây luôn. Wow, ngon quá vậy. Ồ, có vẻ là hết rồi. Đây, để mình qua mình coi cái rương có cái gì nào. Wow, hai cái cây kiếm cổ đại. Ngọc lục bảo. Cũng được. Rồi, thế là mình đã đi hết được cái tầng ngoài rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành cất đồ cái đã. Đồ ghê chưa. Chúng ta sẽ tiến hành đi vô cái tầng trong nha. Đây, đây là tầng trong. Tầng bên trong. Nói chung cái lâu đài này thì nó có được ba cái khu anh em ạ. Khu đầu tiên nè, khu chính giữa và khu cuối cùng sẽ là cho đất vua anh em ạ. Kinh chưa. Để mình qua mình tiêu diệt tụi này cái đã. Tiêu diệt tụi nó. Wow. Mày chết queo. Còn con nữa. Thề nó bị lỗi rồi. Thôi không được. Chơi mà lỗi là chết. Anubai nè. Anubai bay nè. Chết queo luôn. Wow. Đây. Ba con đây, ba mạng đây. Chắc mình đi vô bên trong luôn anh em ơi. Wow, căng vậy. Wow, đánh mình dữ quá. Kinh chưa. Thức tỉnh tụi này hết. Mày này còn. Thức tỉnh hết em ơi. Rồi, sẵn mình sẽ cất đồ ra vô cái ba lô luôn. Wow, con này nó đông vãi chưởng. Xuống một lần một đống gì ai chơi. Ai chơi với tụi bay hả? Trời ơi, nó nổ nữa kìa. Con này nó nổ giống muốn banh cái bộ cháp của tôi luôn á. Wow, cái con zombie Batman này nó làm mình hú hồn. Chơi mà đứng ngay cửa gì hả? Ai mà chịu nổi. Đây nó có cầu thang để đi lên nữa nè. Wow, trong đây nó có thêm khối sắt và khối vàng nữa anh em ơi. Nhưng mà tiếc là không có đào được. Trời ơi, hơi cay vậy trưởng. Thế là không được rồi. À đây có bà con nè. Chọc tụi nó xuống anh em ơi. Chọc nó chọc chó vậy. Tụi này nó khá là giống với mấy con chó săn địa ngục ha anh em ha. Đây vào đây thêm hai con nữa nè. Chọc hết, chọc tụi bay hết. Mày nè. Ôi nó chạy mất tiêu rồi. À nó vô nè. Wow, đồ đạc thì bao năm vẫn vậy. Không có gì khác biệt cả. Tụi này nó bu mình đâu quá vậy. Không được. Chơi bu vô tôi, ai mà chơi nữa. Mấy tí mình chém lộn cái con zombie Batman nè anh em ơi. Chém nó là nó gọi cả hội đồng ra nó chơi mình luôn đó. Rồi, bên đây thêm mấy con nữa nè. Wow, Anupai rất là nhiều luôn ha. Mày chết queo luôn. Con này nó đông quá anh em ơi. Mình chỉ còn hai trái tim thôi, mình khá là sợ. Hên vãi chữ anh em ơi. Để mình đứng một đổi cho nó hồi cái cây máu cái đã. Khổ vậy. Khá là xịn luôn. Wow. Đây, bên đây lại thêm nữa nè. Anubai một mùi luôn. Trời ơi, một đống Anubai. Mày. Trời ơi, có cái bức tượng nó bị lỗi. Mình cứ tưởng nó còn sống, đứng nhăn mặt nó nhìn nữa chứ. Kinh vậy.
Rồi, để mình coi nào. Bọn quay đông nè. Mày nè, chết queo luôn. Ok. À, có một con ở đâu đây? Nó chạy tới nữa chứ. Ô ô. Qua đây chúng ta lại có thêm một cái núi vàng, một cái núi bằng sắt nữa anh em à. Ngon vậy. Đây, núi vàng và núi bạc. Kinh thật sự luôn. Mày nè con. Mấy con này nó canh rương cho mình nè em ơi. Khá là tốt. Ê, cái con gì đánh mình vậy? Con này chơi đánh lén tôi hả? Chứ không được đâu nha. À, bên đây có ba con nè. Từ từ anh em ơi. Chờ nó nổ xong cái đã mới đấu được. Con này chết mày nó trở luôn đó. Mày nè con. Mày nè, chết queo. Chết queo luôn. Rồi, để mình kiểm tra coi. Trời ơi, sau khi hỗn chiến nãy giờ thì mình đã mất đi cái nón rồi anh em ơi. Trời ơi, khổ thế chứ. Mất cái nón mất tiêu rồi. Sẵn mình chế tạo luôn một cái nón mới. Đó, đeo cho nó đủ giáp các bạn à. Rồi, chết queo. Chết queo luôn. Wow. Đây đây đây. Chết queo trọng đi. Wow, bọn này đâu đông quá vậy? Đông quá đông ai chơi nữa. Đông quá vậy. Mày này con. Trời ơi, quá xá luôn rồi. Wow, trên đây lại những món đồ quen thuộc nữa anh em ơi. Khổ vậy. Đây, chọc ba con này cho nó rơi xuống cái đã. Dữ ta. Dữ ta, nó chơi nó ép sát mình kìa các bạn ơi. Kinh vậy. Chọc cho tụi nó rớt xuống cái này mày. Đi chọc chó đi ngục. Con Anubai này nè. Mày này con. Trời ơi, kinh chưa. Và bên đây vẫn còn nè. Đó, xuống hết luôn đi mấy đứa ơi. Xuống hết luôn đi. Đó, ngon. Bộ này nó ép mình quá các bạn ơi. Mình còn có một máu thôi à. Cho nó nhào vô, mình muốn kiếm mình đẩy nó ra thôi chứ. Chết rồi. Ây da, tụi này nó bu đông quá anh em ơi. Bu tới cái này luôn rồi. Sao mà chịu nổi nữa. Còn có 2 trái tim rưỡi à. Xong tôi luôn. Rồi, cắt đồ cái đã. Đồ đạc nhiều không xuể. À, quá ngon, quá ngon. Đây mình sẽ lấy táo vàng ra sẵn luôn anh em ơi. Rồi, ô bên đây vẫn còn nè. Đứng đẹp quá ta. Mày này con. Mày này con. Nổ là mình không có thấy được tầm nhìn. Định mệnh mấy con Anubai này. Tính phá tôi hả? Mày chết queo luôn. Rồi sẵn mình chế tạo luôn cái đôi giày nha anh em. Chế tạo sẵn chứ. Tí mình còn có một cái bộ giáp dương phong anh em à. Trời ơi, quá chừng luôn nè. Đó. Ok, ở trong đây người ta trồng bú trong đây hả? Ủa, và tôi có thêm mấy con này nữa nè. Đi đâu cũng gặp hết à. Trời ơi, chết tôi luôn rồi. Ở bên đây thì nó hết rồi anh em à. Ồ, cái rương này. Wow, vẫn còn đồ nè.
Emerald nè. Golden Carrot. Wow, xịn ta. Rồi. Tụi bay từ từ thôi, đừng có bu đông quá, đánh không có kịp. Đây nè, đồ đây rồi. Mấy món đồ đây nữa rồi. Wow, ui, đâu ra bốn đứa vậy? Mới thấy có ba đứa thôi mà, có một đứa đánh thuê hay gì ta? Ô, cái này nó bị lắc anh em ơi. Trời ơi, mình cứ tưởng bị sao ấy chứ. Rồi, nổ nó đi mấy đứa ơi. Wow, mình còn 3 trái tim rưỡi hả? Trời ơi, xong tôi luôn. Mày nè con. Kinh chưa, kinh chưa. Rồi, sẵn để mình dọn dẹp cái inventory chứ hả? Mày nè con. Rồi, tiến hành thủ thuật dọn dẹp inventory. Đâu rồi, mấy con Anuba nãy giờ trốn ở đâu mất tiêu luôn rồi. Không thấy nữa. Ở trong này có không? À vẫn còn anh em ơi. Trời ơi, may quá. Wow, còn quá chừng luôn kìa. Kinh vậy. Hai em chết chung luôn kìa. Cho bỏ cái tật. Ok. Vẫn còn anh em ơi. Wow, kinh quá vậy. Trời ơi, xong tôi luôn. Bù lại tính bắt tôi hay gì? Con qua đây nữa. Chơi lầy quá, ai mà chơi nữa. Dạ dạ, đứng quá chừng ở đây làm cái gì đó. Nó cấu máu mình đau các bạn ơi. Mỗi lần nó nhảy tới á, cấu nó là đau luôn. Đây rồi, xuống đường đi mấy đứa ơi. Kinh chưa. Bên đây nữa nè. Anubai chết queo. Anubai chết queo. Anubai chết queo luôn. Mày nè. Trời, nó chết. Wow, ở đây mới có khá là nhiều cái vụ nổ anh em ơi. Nổ hoài luôn. Wow, bọn này tôi tính vô đây ngủ mà bọn này nó vô nó phá kìa. Trời ơi, tin được không? Chết tôi luôn. Rồi, sẵn thì mình sẽ dọn dẹp luôn cái inventory trước cái đã. Wow, lại là một mấy món đồ quen thuộc anh em ơi. Bên này thì sao? Chắc là vẫn như vậy thôi. Trời ơi, không có gì tiến triển cả. Bữa này, wow, lên được hai cái hòm luôn. Nhưng mà hai cái hòm nó cũng y chang nhau à, chả khác gì cả. Trời ơi. Ủa, thanh niên, chơi trốn ở đây hả? Làm hú hồn tôi. Ây da da, teleport về, còn teleport đi nữa. Thứ gì không biết nữa. Đây, rất là nhiều đồ đạc luôn nha anh em. Trời ơi, cái bọn này nó đông quá anh em ơi. Nãy giờ nó vẫn chưa hết nè. Kinh thật sự. Nó lao vô mình một phát là coi như mất rất là nhiều máu luôn đó. Wow, thêm nó cho mình thêm mấy cái giáo nè. Cho mình thêm mấy cái giáo mát nữa chứ. Mày nè con. Mày nè con, mày bảo nó không có tên là bọt anh em ơi. Ôi, trong đây có gì không? Có gì hết không? Vẫn còn nè anh em ơi. Trời ơi, đứng hiền ngang quá ta. Ba ông. Anubai nè, cho chết queo hết. Rồi, và có lẽ chúng ta đã khám phá xong cái tầng thứ hai luôn nha các bạn. Tầng thứ hai ở dưới mặt đất á. Rồi, sẵn thì mình sẽ tiến hành đi lên cái tầng 2 luôn nha các bạn. Đây, tầng 2 chúng ta sẽ đi lên bằng cái cầu thang chỗ này nè. Đó, tiến hành lên tầng 2 thôi. Wow. Chúng ta đang không thể đập block được. Trời ơi, phải loại bộ qua nè. Khổ chưa. Wow, trời nổ dữ vậy. Nổ quá chừng quá đất luôn. Mấy cái đường nữa thì nó vẫn có đồ bên quen thuộc như vậy thôi nha các bạn. Trời ơi. Còn mấy con Anubai này thì chúng ta mới đụng nó một cái thôi, nó đã tới là bọc mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, vậy thì ai chơi nữa.
Ra ngồi trước coi. Ôi, ngoài này nó nổ kinh quá anh em ơi. Trời, nó nổ quá chừng quá đất luôn rồi. Ồ, mấy con Anupai này chúng ta chỉ cần chạm một cái nó đã biến mất rồi. Sao có tầng 2 nó lạ quá ta. Tầng 1 chúng ta đánh được tới cùng anh em ơi. Tầng 2 chúng ta vừa chạm một cái là nó biến mất tiêu luôn. Ôi ôi. Đây. Wow, ở đây nó có thêm mấy cái bánh kem nè. Đang đỡ đói nữa anh em ơi. Hay vãi chưởng. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá cho hết cái chỗ này đi. Rất là rộng luôn nha các bạn. Và nó vẫn có tượng của Anupai ở đây luôn nè. Kinh vậy ta. Bọn này trời nó bù đồng quá. Mình không có thấy được cái tầm nhìn này em ơi. Xuống đi xuống đi. Rồi xử luôn mấy con này nha các bạn ơi. Tụi nó đông vãi chưởng ra luôn. Trời ơi chết tôi rồi. Để mình leo lên trên thử nó còn cái gì đặc biệt ở trên đây không. Wow. Rồi nó có thêm mấy cái rương nữa các bạn à. Vậy tí thì chứ nữa mình sẽ tiến hành leo lên sau nha. Đầu tiên chúng ta sẽ khám phá cái tầng giữa giữa này cái đã. Đó, vậy mới ngon chứ. Ok. Rồi, dẹp đồ vô thôi. Đồ đẹp quá chừng quá đất luôn. Ta là Ngọc Lục Bảo và Play Rose. Wow. Những món cũng khá là xịn đó các bạn ơi. Ồ, chết rồi, mình quên cái đường đi hướng nào rồi. Có vẻ là hướng này đây. Hy vọng không sai. Ồ, đúng rồi nè. Cái con Anu này. Đây. Mày nè con. Quýnh cho một cái nó sẽ tự lại bọt đi nha các bạn. Rất là xịn luôn. Ê, bên đây nó còn có một cái rương nữa nè. Đó, ghê chưa. Rồi, để mình ra ngồi trước coi. Ra ngồi trước coi. Wow, lại là những món đồ quen thuộc nữa. Đây nè, mày nè con. Ui, cái chơi nó nổ ghê quá. Mày nè con. Mày nè. Trời ơi. Ây da, chơi nó nổ kìa. Ghê vậy. Rồi, để mình qua đây mình coi thử có gì hết không. Đó, rất là nhiều đồ luôn anh em ơi. Sẵn thì mình cũng sẽ tiến hành dọn dẹp cho nó gọn cái coi. Đó, dọn dẹp nó mới gọn được. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên kia nha các bạn. Trời ơi. Kinh quá. Wow. Chưa gì mới vô mà nó đã nổ mình rồi. Dữ ta. Mày nè con. Mày nè con. Chết queo. Mày nè con. Chết luôn. Quá xịn quá xịn. Rồi. Đu đồi hả mày. Wow. Rất là nhiều đồ luôn. Wow, để mình vô coi thử cái phòng bên đây. Đó. Phòng bên đây lúc nào nó cũng hay có đồ lắm các bạn ạ. À. Lúc nào nó cũng có đồ hết. Đó, nó sẽ có hai cái rương. Và cũng như là hai con Anupai. Ta sẽ tiến hành kiểm tra mấy cái rương coi. Trời ơi. Toàn đồ bình thường thôi, không có đồ nào gọi là sang hết. Wow, đồ đạc rất là nhiều luôn hen. Quá đã. Mày nè cha, chạy vòng vòng hả? Mày nè con. Mày nè con, mỗi con chỉ cần cho một cái được thôi các bạn à. Không nên cho nhiều. Mày nè. Ancient Shore nè. Và trời ơi được cũng hai cái giáo, cũng được. Bây giờ mình vẫn đang chọc mấy cái con Anupai anh em à. Trời ơi.
Anubai nè. Đây, vẫn còn đồ nữa nè. Đồ nhiều quá chưởng vậy. Rồi, để mình qua bên này coi thử có gì nữa không. Wow, lại là bánh kem. Wow, đồ đạc thì vẫn vậy. Nổ hả? Nổ nè. Chơi mà chơi như vậy thì ai chơi lại nữa. Trời ơi, lần đi làm nó cứ nổ bùm bùm. Chết tôi luôn rồi. Để mình coi thử cái rương bên này. Wow, ngọc lục bảo nè. Một cây giáo bằng sắt. Rất là ngon. Rồi, ra ngồi thử có gì không. Ui, quá chừng luôn. Đây, ui, trong đây chưa gì mà nó đã nổ à mầm trong đây luôn các bạn ơi. Đây, có đồ lụm liền chứ. Và còn một cái rương nữa, nó sẽ nằm ở bên đây nha. Mỗi cái phòng như thế này nó sẽ có hai cái rương đó các bạn ạ. Đó, đi ra thôi, đủ rồi nè. Chúng ta sẽ đi ra và ăn bánh kem cái đã. Rồi, mình sẽ đi qua luôn. Mình sẽ tiếp tục khám phá nữa nha các bạn. Ồ, đồ đạc rất là nhiều luôn. Trời ơi, tự nhiên chém con cá chạy mất tiêu rồi. Chơi chơi lầy quá vậy. Ồ, quá chừng đồ luôn. Ngon luôn. Và cuối cùng thì mình sẽ trở về cái điểm hồi nãy nha các bạn, để coi thử nó còn có cái gì hot không. Wow, à nó vẫn còn. Mấy cái rương mình chưa mở anh em mà. À, ôi vẫn còn mấy con Anupai nữa. Rồi con này sao nó sống dai quá vậy. Hey, đồ đạc quá nhiều luôn anh em ơi. Cho mình dọn dẹp cái đã. Trời ơi, quá chừng quá đất đồ đạc luôn nè. Rồi. Ô, trời mất cái mũ nữa. Lúc nào cũng vậy vậy. Đây là bộ đồ thứ hai của mình trong ngày hôm nay rồi đó. Mất cái mũ luôn. Ghê quá ghê luôn rồi. Ok, quá ổn. Rồi, ở đây thì mình sẽ tiến hành leo lên cái tầng trên nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ đi cầu thang bằng đường này nha. Đó, leo lên tầng trên. Ồ, nó có cái chest nè. Và hai con Anupai ở đây luôn. Wow, cái chest không có gì. Cái bọn này nó trồng bướu đi ngủ ở đây hết à. Nhìn rất là đẹp luôn. Ok luôn. Thế là đã xong được một rồi, còn ba nữa anh em ạ. Wow, đây nhìn ngắm cảnh rất là đẹp luôn nha các bạn. Wow, chỗ khá là xịn. Xịn ta. Trời, chúng ta cũng có thể leo thang đi lên được luôn hả? Hay quá vậy. Wow, vẫn là hai con Anu anh em ơi. Trời ơi, lại là một cái chest trống nữa.
khổ tu quá mà. Trời ơi, thôi chắc mình sẽ quay trở về anh em ạ. Dạ, nổ ghê quá vậy. Ui, ui may quá cái này nó còn còn có đồ anh em à, không như mấy cái trước. Trời ơi, nói chung là cũng rất là may luôn. Khổ quá mà. Rồi chắc như vậy là đủ rồi, chắc tụi mình sẽ tiến hành đi xuống cái sảnh chính và đi thách đấu với con Anu luôn nha các bạn. Thách đấu Anu, thách đấu Anu. Rồi, đường đi xuống đâu rồi? Wow, vậy thì 4 cái chỉ có được 3 cái là có lợi thôi. Cái còn lại nó chả có cái gì cả. Chán thật. Đi xuống quá đủ rồi. Ây ây à, sao vẫn còn cái con Anubai ở đây nữa vậy? Ok, để mình sẽ tiến hành đi cường hóa cái đã. Cường hóa cái nón. Xịn chưa, xịn chưa. Rồi, để mình sẽ tiến hành mặc luôn cái bộ đồ kim cương này vào nha các bạn. Mặc nguyên set kim cương vào luôn. Ngon ta. Đeo vô thôi anh em ơi. Ui, một set kim cương. Trời ơi, full canh giáp luôn kìa. Quá đã. Rồi, quá ngon lành canh đao rồi. Quá ngon rồi. Ở đây mình cũng đã chuẩn bị sẵn một cái viên Scarab Gem luôn rồi nha các bạn. Hồi nãy mình quên nhắc các bạn. Không biết các bạn có biết trước không nữa. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi ra ngoài đây. Để mà đi thách đấu cái Anu luôn nha các bạn. Đây. Wow, khu này rất là đẹp luôn nè. Chúng ta sẽ tiến hành đi thách đấu Anu thôi. Kinh chưa, kinh chưa. Và đây, ở đây nó có một cái chỗ để mà thờ Anu nè. Mình vừa uống cái lọ thuốc kháng lửa anh em à. Đây, đây chính là đền thờ của Anu. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành trồng mấy cái block lên để mà thách đấu cái ông Anu này nha các bạn. Trồng block lên nào. Ok, chúng ta sẽ lấy cái viên Scarab Gem ra để lít chuột phải nha các bạn. Rồi, lít chuột phải một cái nữa để cho cái quan tài nó mở ra nha các bạn. Chala. Và đây, đây chính là Anu nha các bạn. Bây giờ đánh mình như con luôn, cứ đánh một phát là sấm sét rớt xuống à. Trời ơi, khổ phải chưởng. Trời ơi, đánh kìa. Chết tôi luôn rồi. Bay, bay hả mày, bay nè. Mày tính chạy đâu? Nãy giờ nó hồi máu lại anh em à. Trời ơi, kinh vậy. Mày chơi mà chạy nè. Chơi mà chạy. Cậu quá nó khổ quá anh em à. Nó còn 200, à nó còn 300 máu luôn nè. Hơn 300 máu. Kinh quá. Chết tôi rồi. Mày, mày nè con. Chặt khổ quá chưởng anh em ơi. Cái con kia thì nó lại kêu mình vứt kiếm mình đi. Phải chưởng thì không thể tin được. Trời ơi, chịu không nổi nhảy xuống rồi hả? Ô, nó tự khó nó bằng cái phòng mà obsidian nha các bạn. Wow, cái con Anu này rất là ghê luôn nè.
Mày tự khó mày nè. Mày nè con. Mày nè. Mày này chết chắc với mình rồi. Sao mà sống được. Mày. Mày nè con. Mày nè. Mày nè. Trời ơi, nó còn một xíu máu thôi các bạn ơi. Mình dùng cung mình bắn cho nó lẹ luôn. Mày nè, và phát cuối cùng. Chà là, cuối cùng chúng ta cũng đã đánh bại xong Anu rồi. Trời, sao đánh bại dễ dàng quá vậy. Ồ, cái xác Anu có cả khối nè. Và cái ông này cũng có đặt mấy cái gai vô nữa chứ. Kinh vậy. Đây, khối nè. Và sau trận chiến chúng ta cũng đã có được một cái chìa khóa cùng với một cái xác Anu bóc khói lên nha các bạn. Chandra Bigman. Rồi, bấm chuột phải vào cái khối thôi. Nó sẽ tiến hành dịch chuyển mình qua ở đâu đó. Quá đã, quá đã. Đây là một cái căn phòng nào đó đây mà. Đây, nó có một cái chest nè. Lúc gì khó vô và vặn nó thôi. Và nó sẽ cho mình Tala. Đây là một cái ancient clock. Một cái đồng hồ cổ đại đây mà. À, để mình đặt lại cái ô ở đây cái đi. Đó, một cái đồng hồ cổ đại. Nói chung cũng không có gì xịn. Nếu chúng ta sẽ trở về thế giới Overworld thôi. Ồ, sao nó lại ngược ra đây rồi. Để mình teleport lại được vô trong nhà coi. Ok, thế là tập ngày hôm nay như vậy là được rồi nha các bạn. Đây là tất cả những gì mình có trong tập ngày hôm nay. Mình đã thu thập được đó các bạn ơi. Ngoài ra còn một cái Ancient Clock. Cái này các bạn có thể chế tạo một cái Time Machine để mà sử dụng nó nha. Đó, công thức thì rất là mắc luôn nha. 3 Scarab Game, 1 Nether Star, 2 cái Obsidian và 2 cái thỏi vàng. Ồ, quá xịn luôn. Ok, thì chắc video của mình tới đây là kết thúc rồi. Ngày hôm nay mình đã đánh bại boss mạnh nhất của cái season này, đó chính là em Anu nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.